Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Nữ ca sĩ Như Quỳnh cho hay, bị mất ngủ suốt 20 năm qua, do thường xuyên uống thuốc ngủ nên thanh quản bị ảnh hưởng. Là ca sĩ hải ngoại nổi tiếng trong nhạc ballet, Như Quỳnh chinh phục nhiều thế hệ khán giả bằng giọng ca truyền cảm. Chị ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua những tác phẩm như Người tình mùa đông, Duyên phẫn, Vùng lá mê bay, Chuyện hoa sim. Ít ai biết rằng Như Quỳnh mắc chứng bệnh mất ngủ suốt 20 năm qua, nữ ca sĩ chia sẻ, do thường xuyên uống thuốc ngủ nên thanh quản của chị bị ảnh hưởng, sau đó một số lần chị hát. Ngoài ra mỗi lần bị tụt canxi, giọng ca Người tình mùa đông lại co giật, động kinh, phải trùng thuốc. Dù có chút vì vấn đề sức khỏe, nhưng Như Quỳnh đem giọng hát cho chinh phục khán giả vào ngày 23 tháng 8 sắp tới. Sân khấu Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Như Quỳnh hội ngộ cùng Mạnh Quỳnh, Phi Nhung trong đêm nhạc Chuyện ba người. Đây là đêm nhạc nhớ đầu tiên của chị tại Hà Nội, để từ khi về Việt Nam dịp Tết Tân Sửu vừa qua, tái ngộ khán giả thủ đô sau 20 năm. Chuyện ba người dự án đặc biệt, trong đó bộ giọng ca vàng bà Lê Rô cùng Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, Như Quỳnh đem đến cho khán giả một đêm nhạc mang đậm hơi thở bà Lê Rô với những ca khúc nổi tiếng của dòng nhạc như Trộm nhìn nhau, Ai lên chữ hoa đào, Nối lại tình xưa, Liên hồn tượng đá. Như Quỳnh được biết đến là trong những ca sĩ ballet nổi tiếng và thành công nhất trong giới hải ngoại mà còn khắp trong nước suốt gần 30 năm qua. Cô sở hữu một sự nghiệp đồ sộ và rực rỡ khiến bất cứ ca sĩ nào cũng phải ngưỡng mộ. Với giọng hát tài năng, đặc biệt là nhan sắc trời phú của mình, Như Quỳnh được miễn danh là Hoa hậu ballet hay thần tượng của thế kỷ mới xuất một lần. Tài năng và nổi tiếng và đứng trên đỉnh cao danh vọng được hiệu người ngưỡng mộ, nhưng Như Quỳnh lại có đường đời đầy cay đắng khiến ai cũng phải xót xa. Như Quỳnh tên thật là Lâm Như Quỳnh, sinh năm 1970 tại Quảng Trị. Mảnh đất nắng gió miền Trung khắc nghiệt, cô là con gái đau lòng trong một gia đình có ba chị em. Sức khỏe chủ yếu là một phần nguyên nhân do ảnh hưởng giọng hát của Như Quỳnh sau này. Nhiều người thường thắc mắc về phong độ và ca hát của Như Quỳnh khi trình diện trên sân khấu. Thì cô hát thiếu ổn định, nhưng ít ai hiểu rằng Như Quỳnh đã đang phải chịu những vấn đề về sức khỏe. Khi Như Quỳnh được 1 tuổi, cả nhà chuyển vào Sài Gòn theo cha. Kể từ đó, Như Quỳnh lên Sài Gòn sinh sống tại Sài Gòn. Tại Sài Gòn, Như Quỳnh trải qua 1 tuổi thơ khó khăn khi gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, phải bán đồ đạc trong nhà đi để cầm cự qua ngày. Vì thế đó, cô không được học nhạc đầy đủ. Tuy nhiên, niềm đam mê âm nhạc vẫn cháy bóng âm ý trong tâm hồn của cô bé Như Quỳnh. Không có điều kiện đến lớp, cô tự học hát trong sự khó khăn. Theo cảm nhận của riêng mình, qua những ca khúc như năm 1993, Như Quỳnh rời Việt Nam sang Mỹ định cư theo cha và hai em. Ban đầu cả gia đình cư ngụ quân tại thành phố đầu bang. Thời gian đầu sang Mỹ, Như Quỳnh không được đi hát mà phải làm rất nhiều nghề vất vả để kiếm sống lo cho gia đình. Cả gia đình Như Quỳnh ở Mỹ được một thời gian thì bố mẹ ly hôn, bố cô chuyển ra ở riêng, còn cô chuyển đến ở Nam California cùng mẹ và em trai Trần Khuê. Trong một căn nhà do chính cô bỏ tiền mua, Như Quỳnh thường xuyên phải đi lại giữa chăm sóc bố và mẹ. Như vậy có thể thấy Như Quỳnh không chỉ đoan trang, khép trên sân khấu mà còn hiền thục, ngoan ngoãn chính trong cuộc sống cá nhân. Cô người con gái nhất mực yêu thương và dành hết lòng cho gia đình. Bản thân Như Quỳnh sống rất đơn giản, một mức thu nhập cho Như Quỳnh, cô ấy có thể dùng đồ hiệu, đi xe sang, ở nhà lầu, nhưng cô ấy lại sống rất giản dị bình thường. Nhưng cùng chính sự nổi tiếng đó, vắt kiệt bào mòn sức khỏe, vốn đã ốm yếu của Như Quỳnh, cô phải chạy show khắp cả nước, thời gian trên máy bay còn nhiều hơn ở nhà, vừa đạp xuống sân bay, đã tập luyện để vào live show. Suốt 10 năm qua, Như Quỳnh chưa một ngày nghỉ ngơi, liên tục chạy show diện khắp thế giới, đến cả âm bun cá nhân ấp ủ. Đến cả âm bun cá nhân ấp ủ suốt bao nhiêu năm qua cũng không có thể thời gian làm nổi. Chưa dừng lại ở đó, việc Như Quỳnh tăng cân, sống sắc cùng trở thành mục tiêu tấn công của dư luận. Ít ai biết rằng có thể trạng của Như Quỳnh vốn đã tăng cân nên cô rất áp lực trong chuyện giảm cân.
Đặc biệt trước mỗi ghi hình, live show mỗi hải ngoại, Như Quỳnh thường phải nhịn ăn đi một tuần để dự dàng. Như Quỳnh không dùng mạng xã hội, hạn chế giao lưu với truyền thông để bảo vệ đời tư của mình. Nhưng cũng chính vì thế, cô phải âm ỉ chịu đựng những áp ức của cuộc sống xuyên suốt nhiều năm qua không nói được với ai. Tất cả những áp lực trên của Như Quỳnh ngày càng sợ tết mất ngủ, phải ăn uống nhiều thuốc, dẫn đến chứng tụt canxi và sức khỏe đi xuống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.